với hơn 25 năm kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dinh dưỡng và sức khỏe vật nuôi từ tảo biển, Omic Group luôn là người đồng hành tin cậy trên mọi nẻo đường. Tại Việt Nam, Omic Group có hai công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Pháp Quốc tế và công ty trách nhiệm hữu hạn Omic Asia Land Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Pháp Quốc tế, gọi tắt là Vifavet, là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong ngành thú y tại Việt Nam, được thành lập từ năm 2001 tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau 4 năm không ngừng nỗ lực, Vifavet ngày càng phát triển. Vào năm 2004, công ty trách nhiệm hữu hạn Asia Land được ra đời, đánh dấu một chặng đường phát triển mới của công ty. Vifavet và Asia Land Việt Nam từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản. Năm 2007, công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Pháp đổi tên thành công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Pháp Quốc tế, có trụ sở chính tại khu công nghiệp Sóng Thần 2, Bình Dương. Xin chào các anh chị và các bạn, tôi tên là Trần Hữu Trang. Tôi bắt đầu làm việc tại công ty từ năm 2002, đến nay là gần 20 năm. Hiện tại tôi đang công tác tại bộ phận sản xuất, do đó một phần trách nhiệm của tôi là phải đảm bảo sản lượng cũng như là chất lượng sản phẩm trước khi giao đến cho khách hàng. Tôi rất vui khi được làm việc và gắn bó tại công ty trong suốt 20 năm qua. Tôi rất thích môi trường làm việc ở đây bởi vì tôi có những đồng nghiệp tốt và đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ của ban giám đốc công ty tạo mọi điều kiện để cho tôi hoàn thành công việc được giao một cách tốt nhất. Sau cùng, xin chúc tất cả các anh chị luôn dồi dào sức khỏe, chúc công ty ngày càng phát triển bền vững. Xin chào tất cả anh chị, tôi tên Lê Hồ Hải Âu, tôi phụ trách bộ phận bảo trì của công ty Vifavet. Tôi làm việc tại công ty Vifavet từ năm 2003. Thì vai trò của bảo trì tại nhà máy Vifavet, tôi luôn đảm bảo hệ thống dây chuyền sản xuất liên tục, hiệu quả và an toàn, đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho nhà máy Vifavet. Thì công tác ưu tiên hàng đầu của công ty là đảm bảo cho máy móc thiết bị kho vaccine hoạt động là hiệu quả và an toàn. Công ty đã trang bị cái hệ thống giám sát cảnh báo nhiệt độ từ xa, nó đảm bảo cho cái công tác bảo quản kho vaccine của công ty đạt tuyệt đối an toàn 100%. Cảm xúc của tôi là công ty Vifavet như là một cái gia đình thứ hai của mình. Tất cả anh chị em công ty luôn gắn kết, cùng nhau vượt qua những khó khăn và cùng nhau chia sẻ những thành công mà chúng tôi đã đạt được để cố gắng cống hiến tiếp tục cho công ty 5 năm, 10 năm hoặc là hơn thế nữa nếu có thể. Xin cảm ơn. Tháng 1 năm 2009, phòng chẩn đoán và xét nghiệm thú y dinh dưỡng vật nuôi Vifalab được thành lập, đạt tiêu chuẩn ISO 17025, hoạt động theo phương châm nhanh, chính xác, hiệu quả. Tôi tên là Lương Tuấn Phát, tôi đã làm việc ở Vifavet được 9 năm. Hiện tại tôi đang quản lý phòng xét nghiệm Vifalab. Vifalab đã hoạt động được 12 năm và chúng tôi có chứng chỉ ISO 17025. Hiện tại Vifalab đang cung cấp dịch vụ xét nghiệm thú y và dinh dưỡng cho các trang trại chăn nuôi, các công ty thức ăn chăn nuôi, các công ty thuốc thú y tại Việt Nam với tôn chỉ nhanh, chính xác, bảo mật và giải pháp toàn diện. Hiện nay, chăn nuôi quy mô lớn là một xu hướng không thể đảo ngược. Do vậy, việc sử dụng những kết quả phi lâm sàng của phòng xét nghiệm để dự phòng rủi ro và xử lý vấn đề là một việc vô cùng cần thiết và quan trọng. Do vậy, chúng tôi thực sự rất tự hào khi được đóng góp giá trị vào sự thành công của khách hàng và vì một nền nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững. Xin chào quý khách hàng, quý đối tác. Anh xin đại diện hai công ty Onmic Excellence ở Vifavet, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập công ty Vifavet. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã hỗ trợ công ty trong suốt 20 năm qua với các nhà cung cấp Boehringer, Dufarma, Biofarm và Nestle Purina. Công ty cung cấp những sản phẩm chất lượng và dịch vụ tốt nhất với phương châm giải pháp toàn diện cho người chăn nuôi. Công ty chúng tôi là một trong ba công ty hàng đầu thú thú y tại Việt Nam, hướng đến năm 2025-2030 với nhà máy sản xuất thú thú y, với nhà máy sản xuất phụ gia Onmic. Chúng tôi mong muốn sẽ phát triển thị trường Đông Nam Á, thị trường Trung Quốc và xa hơn nữa, và tiếp tục duy trì là một trong những công ty hàng đầu về thú thú y tại Việt Nam cũng như là thị trường Đông Nam Á. Chúng tôi gửi lời chân thành cảm ơn đến khách hàng
và nhân dịp kỷ niệm 20 năm, chúng tôi cảm ơn quý đối tác, quý khách hàng. In 20 years, Olmix developed a strong position throughout Asia. Thanks to the energy and to the hard work of the first pioneers of this development, thanks to the energy and the quality of the team they recruited over time, and thanks to the support of the support functions in France, today we have a very strong position. Olmix brand is well known of numerous customers in Vietnam and throughout the region. The quality and the efficiency of our product is recognized. Our distribution network is well in place. So for all of this, I want first to thank all the team that has built this, the suppliers who support us every day, and our customers who keep their confidence in us. I particularly want to thank all of you as the COVID times makes it especially difficult for you right now. Thank you for your resistance and engagement. In Animal Pharma, we have built a very strong partnership with Boehringer International, and we will continue reinforcing this partnership. We have also developed strong relationships with other large international firms to bring to Vietnam the best products. To all of you, have a great day of celebration for this 20 years anniversary of Asialand Bifavet within Olmix Group. Thanks to all of you for the work, for the efforts done, especially in this difficult time, and long life to Olmix in Asia and around the world. Have a great day. Xin chào. When I remember in 2014 and I accept to join Tan in this new adventure, for me, for the first time, it was a little bit stress. But rapidly, when we get the leads of Vifavet and Asialand, the first nice surprise for me was the family spirit and as well what's the energy coming from the team. And rapidly, we arrived on the Vietnamese market with a very strong team and strong approach. And right now, when I see what's happened since these times, the success and the growing of the company, for me, it's not a big surprise. And for that as well, I am sure for the time being, it could be a very strong and nice adventure as well, and the company continue to growing in the nice and the good feeling. So for that, Happy New Year, I wish you a happy birthday and happy health, Vifavet and Asialand. Bye. Qua 20 năm thành lập và phát triển, cùng sự đồng hành của đối tác chiến lược, những tập đoàn về sức khỏe vật nuôi hàng đầu thế giới như Omic, Boehringer Ingelheim, Biopharm, DuPharma, Datexon, Socorest, Biopropertis và Nestle Purina là một phần không thể thiếu để góp phần tạo nên sự thành công của Vifavet ngày hôm nay. Tất cả nhằm mang lại giá trị hoàn hảo cho khách hàng. Long-standing collaboration with Mirai, evaluated and taken over by BI during the merger process. Working together for 20 years and be rated as a stable, reliable, and competent partner, that is already an achievement. First, I congratulate you for that achievement. 20 years successful business, growing business in the Vietnam market, that is something where you can be proud of. And I wish that we have another 25 years working together or even longer. It's a long story between Cofavet, that now is called DoPharma France, but at the origin was Cofavet, and we are a very historic partner of Vifavet, because I think we were one of the first partner of Vifavet, so that means 20 years ago. I've joined Cofavet 9 years ago in Asia, so not only halfway through the beginning of partnership between Vifavet and Cofavet. Very warm congratulations to the Vifavet team for all achievement and history. It's very impressive from France, and once again we are very happy and very proud to be your supplier and your partner for the Vietnamese market. Thank you so much to everyone. Firstly, please let me shortly introduce our company, Biopharm. Biopharm Research Institute of Biopharmacy and Veterinary Drugs is located in the Czech Republic near Prague. Biopharm was founded in 1965 and has already more than 55 years tradition in veterinary pharmacy.
And the main activity of BioPharm is the manufacture of leaf attenuated coccidiosis vaccines, Vivacox. For the whole BioPharm, I would like to congratulate Vifavet to the 20 years anniversary and wish the Vifavet team good luck for its future expansion, stability and good performance. So a big congratulations on reaching your 20th anniversary in Vietnam. We've only just started working with you to bring ProPlan to the pet owners of Vietnam, but already can see the great passion and professionalism of your organisation. You're doing a great job getting ProPlan started, and we've been very impressed with the photos and feedback that you have shared with us. Really looking forward to being part of your future success and being on the stage with you in 10 years' time to celebrate your 30th anniversary as one of your key partners. Vifavet xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến tất cả các khách hàng đã và luôn tin tưởng, đồng hành cùng chúng tôi trong chặng đường 20 năm vừa qua. Chúng tôi luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực từng ngày để mang lại những giá trị bền vững nhất cho khách hàng và qua đó góp phần xây dựng ngành chăn nuôi Việt Nam ngày càng phát triển.